này thiện hiện vì chân như của bốn tịnh lự sâu xa nên bốn tịnh lự cũng sâu xa vì chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc sâu xa nên bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của tám giải thoát sâu xa nên tám giải thoát cũng sâu xa vì chân như của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ sâu xa nên tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của pháp môn giải thoát không sâu xa nên pháp môn giải thoát không cũng sâu xa, vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa nên vô tướng vô nguyện giải thoát môn cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bậc cực hỷ sâu xa nên bậc cực hỷ cũng sâu xa. Vì chân như của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân sâu xa, nên bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của năm loại mắt sâu xa nên năm loại mắt cũng sâu xa. Vì chân như của sáu phép thần thông sâu xa, nên sáu phép thần thông cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của pháp môn tam ma địa sâu xa nên pháp môn tam ma địa cũng sâu xa vì chân như của pháp môn đà la ni sâu xa nên pháp môn đà la ni cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của mười lực Phật sâu xa nên mười lực Phật cũng sâu xa. Vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng sâu xa. Này thiện hiện vì chân như của Pháp không quên mất sâu xa, nên Pháp không quên mất cũng sâu xa. Vì chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa, nên tánh luôn luôn xả cũng cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như cổ quả dự lưu sâu xa nên quả dự lưu cũng sâu xa vì chân như cổ quả nhất lai bất hoàn a la hán sâu xa nên quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của quả vị độc giác sâu xa nên quả vị độc giác cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của trí nhất thiết sâu xa nên trí nhất thiết cũng sâu xa vì chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa, nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát sâu xa, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng sâu xa.